sao mà giống đám cưới thiệt vậy? Rồi trào trào đánh em rồi. Ôi nè nè, đám cưới của con thôi nghỉ đi, không cưới nữa. Thôi đừng có nhảy mà. Chúng ta đang đi vào sau bên trong này, không biết đi đâu nè. Có ai biết đi đâu không? Dạ chắc về quê của ai đó, nhà của ai đó. Thúy Ngân đâu? Thúy Ngân là cái lẫy này, cái bè em, cái bè quýt, cái bè nổi tiếng ngọn ngay. Ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Chị muốn dán cái quả sao mà không ai dám nhớ luôn. Ủa có mấy cô chèo thuyền kìa. Ê ôi wow. Đám cưới của ai vậy? Đây là nhà của anh Tùng mà. Bị sản hả? Kinh. Bây giờ chúng ta phân tích đầu tiên là vu quy là gì? Đám cưới. Đúng vậy, nhà gái. Là nhà gái ạ. À? À là đền đón dâu. Đúng rồi. Đi vô anh. Vu quy là bên gái, thành hôn là bên trai. Chào mừng mọi người đến với nhà cổ ông Đỗ Văn Tòng, địa điểm cuối của chặng Bến Tre Tiền Giang. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật đầu thế kỷ 20, mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của vùng sông nước Nam Bộ. Và đây cũng được xem là một trong những ngôi nhà cổ có kiến trúc đẹp nổi tiếng ở Tiền Giang. Ở địa điểm này, các bạn sẽ không phải thi đấu và thực hiện thử thách nữa, mà các thành viên sẽ chung tay tái hiện đám cưới mang đặc trưng của miền Tây. Qua đây, chương trình hy vọng là sẽ đem tới cho khán giả những hình ảnh, những giá trị trong văn hóa và phong tục tập quán. Bởi vì đám cưới miền Tây mãi mãi là một đặc sản, khiến người xa quê nhớ mãi không nguôi, còn người xứ khác lại cảm thấy thương mến và thích thú. Em sẽ hát nhạc đám cưới. Thôi thôi. Thuyền em nghe trên sông trong sáng sáng. Cái thuyền nó chìm luôn. Thời gian thực hiện là 4 tiếng. Mời các thành viên bắt đầu. Và với concept này thì hoạt cảnh mình sẽ biết là năm bao nhiêu rồi đúng không? Để gọi đám cưới là mình phải nhớ nè, là phải có ai? Cô dâu rể. Chú rể. Lấy Dương Bảo Lâm là làm chú rể cho không? Đúng, tôi là chú rể. Không à. Nói nghĩ dạ em, từ chối, có một người phản đối. Có một cái này em không làm chú rể được. Thôi bây giờ, tại vì ngày xưa là khoảng năm tám mấy á, là chưa có rành sứ. À. Vậy là cắt em ra khỏi cuộc này luôn. Ngày xưa là người ta gả chồng gả vợ sớm lắm, mình phải chọn một cặp thiệt trẻ. Nê giếp là không được, nê giếp là tên mất công, ta nói là bị tảo hôn. Nê giếp là mới đẻ. Ladies and gentlemen. Dạ. Welcome to Tiền Giang. Mình đi học rồi, mình làm nghề, mình biết là phải có cảm xúc thì mình đúng làm người đồng thường. Mình là diễn viên, mình không tin thì làm sao khán giả tin. Đúng. Em đồng ý. Mà trong cái đội hình, cái group này, cái team này, yeah, mà để có cô dấu and chú rể thì có ai hợp hơn là Kim Tú Kiệt và Mu Ca? Quá trời. Quá hợp lý luôn. Hợp lý, hợp lý. Vậy bây giờ cho xe đòn trời xuống Đồng Tháp rước mẹ Mu Ca về đây là quay luôn. Lúc đầu con không được giờ cô giáo. Ủa? Thì bỏ chạy. Tự nhiên cái bỏ chạy. Ê thôi mà đám cưới giả, phải đám cưới thiệt, đâu phải bỏ chạy vậy. Tự nhiên đi chơi game show cái bắt lấy chồng. Tự nhiên cái giả. Xin bước vào gia đình à. Xin mời. Xin bước vào gia đình. Bước vào gia đình. Bước vào gia đình. Ủa sao mà giống đám cưới thiệt vậy? Rồi trào trào đánh em rồi. Ủa sao con kinh cái điện vậy? Mà không tin tôi. Thôi. Đúng. Hồi nãy nói là vô cái giờ này nó bị xui mà. Ôi nè nè, đám cưới của con thôi nghỉ đi, không cưới nữa. Thôi đừng có nhảy mà. Được rồi, chơi thôi. Chơi đi, chơi đi ạ. Có ăn, có ăn. Rồi, bên mình đầu tiên người sẽ lại. Em cho. Rồi. Quá vậy. Đây, đây. Vô. Hộp viên ăn đi. Ok, làm vô á. Dạ em cho.
Đầu tiên là số 1 nha. Số 1 nha mọi người. Em nhắm mấy con chim con á. Tôi nghĩ bác đoán được cái này đó. Ủa tới em đúng không chị? Như vậy là số 1 đang xong. Mình đã tự có đáp án trong đầu nha. Bây giờ là số 2. Ôi, đây mầm. Ủa chị dạ, chị có đút em ăn không chị? Từ từ, để nó nguội đã. Ngào á. Dạ, giống như đút cơm cho con ăn vậy dạ. Ngào á. Con ăn nhanh đi học con ơi, nhanh lên. Lẹ lẹ chú Sơm đứng đợi được. Rồi, mọi người cảm nhận hết xong cái vị của phần ăn số 2 chưa? Rồi ạ. Đây là vị của phần ăn số 3, hủ tiếu gì đây? Trời ơi, dễ ẹt, trời ơi, dễ ẹt. Sao cái này mùi nó đậm đậm, vừa mở ra đã thấy mùi mùi hơn đấy. Tô số 3, tô số 3. Trời ơi, muốn biết luôn. Ngồi chưa con, nếm coi ngồi chưa, rồi. Rồi, xong chưa? Rồi ạ. Cuối cùng. Wow. Bây giờ là họ sẽ tự thảo luận. Đúng. Còn những người khác không được nói gì hết. 3, 2, 1, 10 giây thảo luận. Bắt đầu. Bây giờ. Thôi nói nhỏ ra bên kia nghe. Thảo luận trong bóng đêm đi. Cái đầu lạc lắm nha. Cái gì vậy? Thảo luận thôi, không có chị nắm tay coi bói hả? Thảo luận thôi, không có chị nắm tay coi bói hả? Ủa em có sẵn ăn không Nam? Sẵn ăn, em nghĩ là cái thứ... Em nghĩ thôi chứ em không có sẵn ăn hả? Em nghĩ là cái thứ tư. Thứ tư. À đôi tôi sao có kết quả rồi ạ? Chị ơi, anh Giang. Tôi bắt em sao? Em vừa thấy một cái cứu trưởng của Lâm Dĩ Dạ. Tôi bắt sao? Chị dạ. Đừng có như vậy chứ. Rồi, tất cả cùng giơ ngón tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Không biết có đúng hay không nhỉ? Rồi, mời mở mắt. Vì sao ạ? À? Mời Lập vì sao ạ? À? Thứ nhất là em thấy cái nó rất là đậm đà. Cái Nam Giang chắc chắn nó có hải sản ở trong đó rồi. Nên là em cảm nhận được nó có vị ngọt của hải sản ở trong đó nữa. Em cảm nhận nó thơm hơn. Nó có cái vị Nam Giang hơn. Không phải. Với một cái quan trọng nhất là anh Lập anh suối. Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Lẹ có chính kiến chưa? Lẹ đã thật sự chơi chưa? Nghĩa là ai suối chọn gì thì chọn, ai suối ăn gì thì ăn hả? Anh không có lập trường. Em ức trong nhà đó. Anh bị tôi bắn cho chết. Rồi ngồi vỗ tay. Tự lao đi. Tôi chắc. Thì còn hai bạn vì sao? Em thấy bình thường ở trong hủ tiếu Nam Vang hay có tỏi. Ở Phi. Vâng. Với cả là em cũng loại trừ mấy cái còn lại. Tại vì thật ra bốn gói hủ tiếu em thấy mùi vị nó khác nhau cũng khá rõ ràng. Quá dễ để em phân biệt. Vâng. Em cũng có ý kiến giống anh Lập. Không, em phải có ý kiến riêng của em đi. Ở đầu hẻm nhà em là có một cái chỗ bán hủ tiếu Nam Vang là em ăn từ nhỏ luôn. Em ăn cái này xong em có cảm giác cái nước lèo nó có cái vị giống hủ tiếu Nam Vang. Tức là đã từng ăn Nam Vang rồi và có cái mùi này là cái mùi gần giống như vậy. Dạ. Nên mình tin là Nam Vang. Dạ. Sau đây là một câu chuyện về hủ tiếu Nam Vang. Mời em. Không kể gì câu chuyện cái bà ngay chỗ em á. Bà tên gì? Không biết tên. Tên làng phải không? Không biết tên nhưng mà bà bắt chó nhà em. Làm gì? Bắt chó nhà em làm gì? Con chó nhà em nó khờ quá, nó chạy vô nhà bả là nó sống lên là nó chết ở đó luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Câu chuyện gì vậy trời? Mày móc để anh kiếm câu chuyện khác anh kể cho. Kỷ niệm gắn liền với bát hủ tiếu Nam Vang. Nghe đau khổ quá. Rồi bây giờ là đáp án của chương trình. Số 1. Hủ tiếu chạy. Rồi, tất cả cùng giơ ngón tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Gì nè anh? Sao
Tập trung thôi. Tập trung thôi. Bốn thành viên của hai đội đều chọn vị trí số 3. Wow. 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 Xin chúc mừng các nghệ sĩ đã có đáp án chính xác. Và bây giờ, mời tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức bữa sáng để có thể cảm nhận trọn vẹn vị của hủ tiếu nhé. Rồi, bây giờ là không phải ăn mình phải bịt mắt cực khổ nữa. Bây giờ là ăn thiệt, nếm trọn vị hủ tiếu. Xin mời. Xin mời. Đi thôi.